Lê Hoàng Phương vừa giúp Việt Nam chuyển bại thành thắng nhưng phát ngôn lại gây sốc ngay sau đó. Những ngày gần đây, đại diện Việt Nam gần như tàn hình trên bảng xếp hạng của MGI 2023. Mới đây, chỉ bằng cú đá váy thần sầu, Hoàng Phương đã thay đổi tình thế. Bên cạnh đó, phát ngôn sau màn thắng của người đẹp khiến netizen chú ý. Ngày 9 tháng 10, show diễn Việt Nam Beauty Fashion Fest 6, VBFF 6, Big Grand Fashion Show trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023 đã diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh. Tại đây, 70 thí sinh từ khắp thế giới sẽ trình diễn thời trang với những bộ cánh đi biển. Trên sàn runway, cái tên Lê Hoàng Phương bất ngờ vụt sáng trở thành tâm điểm bàn luận khắp các diễn đàn nhan sắc sau những sải bước chắc chắn cùng màn đá váy ấn tượng tại Việt Nam Beauty Fashion Fest 6 xoay quanh khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023. Với gương mặt Tây, chiều cao ấn tượng, đại diện Việt Nam nổi bật trong dàn thí sinh, từng bước đi chuyên nghiệp cùng thần thái tự tin, Lê Hoàng Phương khiến khán giả trầm trồ, hò reo, cổ vũ đầy khí thế. Sau phần thi, Lê Hoàng Phương khá tự tin với màn trình diễn vừa rồi, người đẹp chia sẻ. Mình vừa mới trình diễn xong và đang đợi và chưa kịp xem lại phần trình diễn của mình. Cá nhân mình cảm thấy mình đã trình diễn khá tốt trong phần trình diễn hôm nay. Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, mình sẽ cố gắng hết mình. Các người đẹp vô cùng hào hứng với điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình đầy hấp dẫn này. Thí sinh Miss Grand International 2023 rất chỉnh chu khi chọn cho mình những layout được thiết kế đặc biệt, khoe trọn hình thể đẹp mắt, thu hút toàn thể ánh nhìn từ những người dân xung quanh. Khoảnh khắc này cũng nhanh chóng lọt mắt xanh chuyên trang nhan sắc quốc tế. Theo đó, tờ Shopfactor đã xếp hạng Lê Hoàng Phương tại vị trí thứ tư thí sinh có phần trình diễn xuất sắc nhất. Đây được xem như một bước tiến mạnh mẽ giúp nàng hậu Khánh Hòa thay đổi cục diện sau những màn trồi sụt thất thường tại các vòng thi phụ trước đó. Không thể phủ nhận, Lê Hoàng Phương hiện đang là thí sinh có sự cố gắng bền bỉ và giữ phong độ khá ổn định trong những chặng đầu của Miss Grand International. Với kinh nghiệm dày dặn vốn có tại các sân chơi nhan sắc trong nước, người hâm mộ đặt kỳ vọng nàng hậu sẽ tiếp tục tạo nên những thương hiệu trình diễn cá nhân. Bên cạnh những lời khen, nhiều khán giả cho rằng Hoàng Phương vẫn còn khá an toàn so với thời điểm trước. Đồng thời, công chúng khuyên rằng cô nàng nên bứt phá và diện thêm đồ khoét sẽ gợi cảm hơn để mang lại hình ảnh đậm chất Miss Grand. Số khác lại phản biện rằng Hoàng Phương và ekip khá tinh tế trong việc lựa chọn váy áo. Bởi khi đại diện cho Việt Nam tại đấu trường quốc tế đăng cai tại quê nhà, nàng hậu không nên diện đồ quá hở sẽ tạo cảm giác phản cảm. Trước đó, khán giả có chút tiếc nuối khi đại diện Việt Nam là Lê Hoàng Phương không có mặt trong top châu Á phần thi Best in áo dài. Vào top 6 chung cuộc thông qua bình chọn từ khán giả gồm có châu Á, châu Đại Dương là Miss Grand Myanmar, Miss Grand Thái Lan, châu Mỹ, Mỹ Latin có hai đại diện là Miss Grand Peru, Miss Grand Venezuela, cuối cùng là hai đại diện của châu Âu, châu Phi là Miss Grand Cộng hòa Séc và Miss Grand Nigeria. Bên cạnh đó, đến với Miss Grand International, Lê Hoàng Phương được nhận định là thủy tiên thứ hai, người đẹp gần như chiếm trọn tình cảm yêu mến của chủ tịch Nawaz. Theo đó được biết, Lê Hoàng Phương hiện đang giữ vai trò là đại sứ toàn cầu của một thương hiệu mà ông Nawaz rất muốn hợp tác. Do đó, nhiều người cho rằng chủ tịch Miss Grand mong muốn tiếp cận với đại diện Việt Nam nhằm tìm thêm cơ hội thúc đẩy kinh tế. Hoàng Phương chia sẻ, tôi nhận thấy Mr. Nawaz là một người rất công tâm và các thành viên trong tổ chức MGI cũng vậy. Trong cuộc thi, ông Nawaz vẫn chụp hình, hỏi thăm và giao lưu với tất cả các thí sinh chứ không riêng gì tôi. Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam không có nghĩa là tôi được ưu ái hơn, cơ hội dành cho các đại diện đều như nhau. Bên cạnh mục tiêu hướng đến chiếc vương miện thì với vai trò là chủ nhà, tôi nghĩ mình phải nỗ lực nhiều hơn để có thể làm tốt việc quảng bá văn hóa và giới thiệu những vẻ đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.